Rồi, chào toàn thể anh em ha. Thì cũng như thường lệ, nên em làm cái video để trả máy cho anh em ha. Đó, đây là 5 con máy kích lương nha. Kích lương 2 phép nha nè. Thì để em đặt tên 5 anh khách hàng này luôn ha. Một máy của anh Bạch ha, ở Long An. Máy của anh Tường ở Cần Thơ. Máy của anh Tài ở Tiền Giang. Máy của anh Bình ở Thái Bình. Và máy của anh Kiệt cũng khách hàng ở Tiền Giang luôn ha. Đó. Thì năm anh có xem được video thì nhận máy giúp em ha. Và những anh em mà có đặt máy đó, đặt hàng bên em đó, thì lưu ý giùm em ha, là khi em gửi hàng em ghi ở trên cái bill gửi á, trên cái đơn hàng á, là em ghi là cái linh kiện điện tử như nè. Anh em có nhận hàng thì ví dụ bên giao hàng gọi giao hàng thì anh em hỏi là hàng đó hàng gì, thì người ta nói là linh kiện điện tử thì là biết bên em nha. Hoặc là anh em có thể hỏi là cái người gửi nha, người gửi là tên gì thì người ta sẽ nói là shop thành danh nha. Anh em có nhận hàng thì anh em hỏi cái hai vấn đề đó thôi. Rồi khi người ta giao lại á, thì anh em cứ khui hàng ra, kiểm tra hàng đúng như mẫu mã này thì anh em nhận. Còn anh em nào mà không thích logo á, dạng không thích người ta biết mất công á, thì anh em chỉ cần thấy shop thành danh và cái linh kiện điện tử shop thành danh là ok. Người gửi shop thành danh là anh em không thích logo á, thì anh em cứ nhận đi. Nếu anh em tin tưởng nha, không cần kiểm hàng á, thì anh em cứ nhận bình thường. Tại bên em là anh em cho địa chỉ thì chỉ bên em mới biết địa chỉ và số điện thoại của anh em, nên là anh em không có sợ là người khác giả mạo gửi hàng giả, hàng nhái hay là cục gạch cục đá thì là không có nha. Tại thông tin đó chỉ là mình ơn em biết, không có lọt ra ngoài ha. Anh em đặt hàng không nên để số điện thoại ở trên YouTube ha. YouTube là anh em không được để số điện thoại với địa chỉ trên đó nha em. Chỉ khi nào anh em gọi trực tiếp em hoặc là kết bạn Zalo anh em mới cho địa chỉ nha. Còn em cho địa chỉ trên đó là tất cả các địa chỉ trên đó là em không gửi nha. Anh em mà cho trên YouTube là em không gửi đơn nào hết, em chỉ nhận đơn ở ngoài thôi nha. Anh em gọi trực tiếp cho địa chỉ thì em lấy, còn anh em cho địa chỉ trên đó thì em xem em thấy đó, nhưng mà em không gọi lại và em cũng không gửi máy về địa chỉ đó luôn. Tại anh em nhắn tin địa chỉ trên đó thì nhiều người biết quá, rồi khi em gửi biết rồi người ta có gửi hay không. Đó. Nhiều khi người ta theo dõi kênh mình thấy ông này cho địa chỉ này thôi, gửi tại cục gạch cục đá vậy đó. Gửi tại ổng nhận thì ổng nhận, không nhận thì thôi ha. Đó, cái đó là anh em lưu ý ha, đừng có cho địa chỉ trên YouTube ha. Rồi thì 5 con này nè, thì đây, cho anh em xem, em nào chưa biết thì xem sơ lại ha. Đó. Thì bây giờ em làm cái cò bóp thủy tinh hết nha nè. Cái nào cũng làm thủy tinh hết. Cái dòng này đặc biệt là đánh lương nha nè. Lương trong sình, trong hang được ra đẹp ha. Chập giật được nha, dòng này chập giật được. Nhưng mà anh em lưu ý không kẹt ngược được nha. Đỏ là cộng, vàng là trừ. Em có đỏ là tắt nút nè, là cộng nha. Rồi cái máy này là không, anh em mà có lương, anh em chỉ cần đi, anh em nhấp cò thôi. Nhấp, nhấp, nhấp. Có lương là ra hết nha, trong sình là ra hết, trong hang cũng ra luôn nha. Cái trường hợp là lương trong hang không ra là con lương nó ở sâu quá, với anh em không biết cách đánh thì nó sẽ không bao giờ ra nha, chết trong hang. Còn lương trong bụng ở dưới sình á thì anh em nhấp nhấp lặn lên, anh em chỉ cần nhấp nhấp vậy là cái có là lương lên ha, không cần phải miết. Khi nào con lương nó trồi ra rồi mình mới miết mình đắt ha. Cái máy đánh ngon phần là do anh em đi nữa ha, kỹ thuật của anh em nữa. Thì cái máy này là chập giật được nha nè, anh em có thể về anh em kéo lửa được, nhưng mà em nói trước nha, em kéo lửa thì lửa nó chỉ tẹt tẹt ha, chứ nó không có lửa mạnh như mà các dòng kích cá xài sò đê rồi sò sắt sò than rồi cái thứ nha. Rồi để em test bóng đèn trước rồi xong em chập giật cho anh em xem thử, để nhiều anh em không biết á, về mua về rồi cái lôi cần ra chập thử. Chập thì nói sao máy gì không có lửa không gì hết. Thì cái này là em không bao lửa nha, em chỉ bao lương thôi. Bao lương lên, không có bao lửa. Đó, em test bóng 500W nè. Anh em nè,
cái nghe cái tiếng máy không tải này ha, cái máy có tải nó cũng vậy ha, không có lị máy nha. Cái máy mà anh em đánh lương á, khi mà anh em bóp không tải á, kêu lớn, còn khi anh em chọc cái vợt xuống sình á mà kêu nhỏ xíu, kêu không nghe luôn, là máy nó bị tuột áp nha, không đánh được. Vẫn bắt cá bình thường nhưng mà đánh lương không hiệu quả, tại lương lúc nào á, anh em cũng chọt hai chĩa xuống sâu vô sình đúng không, mà anh em bóp cò mà nó tuột áp á, thì cái điện nó phóng ra không đủ nha. Nếu con lương nào nằm gần á, thì nó chết cứng luôn đó, nó gãy xương sống chết cứng luôn. Còn dòng bên em là dòng này là chuyên bắt lương nên em làm để bắt nó mà. Cá lóc thì vẫn bắt bình thường, cá lóc chê, nhưng mà lương thì đạt trăm trăm. Rồi để em test lửa cho anh em xem ha. Lửa thì nó chỉ tẹt tẹt thôi chứ không có lửa, chủ yếu là test cho anh em xem để anh em nhận máy, anh em khỏi phân vân nói sao máy lửa yếu quá, khỏi điện em nói ha. Thì cái nào có sao thì em nói vậy, lửa yếu thì em nói lửa yếu, còn lửa mạnh thì lửa mạnh. Đó, em thấy không? Nó chỉ tẹt tẹt vậy thôi. À, em kéo nè. Không có lửa nha, kéo không được luôn, nó chỉ hít vô thôi. Đó, hên được hơi hơi đó, chứ không kéo được ha. Máy kéo lửa như vậy nó không ra lửa, không phải là yếu nha. Nếu yếu á là nó tải bóng đèn này không nổi đâu. Bóng đèn này 500W nhưng mà nó tải là bình thường. Đâu phải là máy yếu, tại là cái dòng nó cao thôi. Nó nghe không? Bóng đèn 500W thì sáng trắng rồi, nhưng mà quẹt lửa thì nó không ra lửa. Rồi thì anh em lưu ý dùm em cái phần chập vợt nha. Mình đừng có chập kẹp ngược nha, đừng có kẹp ngược, kẹp đúng dùm em thôi. Còn anh em chập vợt như em vậy đó, vô tư, kéo phà phà mà không có lửa không gì hết kéo để biết máy nó hoạt động hay không. Nhiều khi mình đi mình quen tay á, đi lúc cái quẹt lửa coi chơi coi thử cái máy còn bình hay là mạnh yếu gì không. Rồi anh em mà có nhu cầu cứ liên hệ em ha, thì số điện thoại em là 0858837677 nha anh em. Thì anh em nào mà em chưa có đọc tên, chưa có máy á, thì thông cảm đợi em ít hôm ha, trước sau thì em cũng giải quyết hết cho anh em à. Nên là anh em bị hối em làm có không kịp ha, tới lượt thì em sẽ làm. Rồi em chào luôn ha.